Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp quà thứ hai. Oh. Xin mời bạn hãy cùng theo dõi với chúng tôi nhé. À, bạn muốn cầm không? Đây, mình muốn cầm. Ok. Vâng, hãy mở ra cho mọi người cùng xem. Quà trong đó là một cái bánh pizza. Pizza. Vâng, bạn sẽ nghĩ về điều gì? Pizza. Mà đang ở không khí rất là cận Tết thế này thì mình sẽ nghĩ tới cái món gọi là cái thành công, gọi là hit của mình, đó chính là món pizza bánh chưng. Pizza bánh chưng. Vâng, đây là một sự kết hợp giữa ẩm thực châu Âu và châu Á. Thực ra thì nó là kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và ẩm thực châu Âu. Dạ vâng ạ. Pizza bánh chưng, mọi người có thể tưởng tượng ra cái món này nó như thế nào không? Nghe rất là lạ. Một cái pizza, một trong những nguyên liệu đặc trưng của nó là phô mai. Đúng rồi. Vâng, có trong món này không ạ? Có luôn. Phải có. Vâng. Có luôn. Thế thì bây giờ cùng xem nhé. Chúng ta sẽ học hỏi được điều gì từ món pizza bánh chưng. Rất là mong mọi người thử đó. Vâng, rất là thú vị. Trong lúc mọi người theo dõi chúng tôi vừa mới trao đổi, chắc là chúng ta sẽ trò chuyện lại với khán giả trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Bạn có nói là bạn update hàng năm cho các cái phiên bản khác nhau của pizza bánh chưng. Đúng rồi. Vâng. Thì mỗi năm thì mình sẽ cố gắng làm khác đi một chút. Năm thì mình sẽ sử dụng dưa hành và thường là mình cố gắng là tôn trọng sử dụng nguyên liệu Việt Nam nhiều nhất có thể. Thì mình sẽ sử dụng giò chả, chả quế, chả mỡ, giò bò lên trên bánh chưng. Thực ra là cái đấy ăn rất là bình thường mà đúng không? Vâng. Nhưng mà cái khác duy nhất ở đây là mình có thêm phô mai. Trước tiên là cái đế của pizza trước. Của pizza thì mọi người đều biết đế pizza để sử dụng là bột mì và nướng rất là cháy. Thì khi mà ở nhà mình ấy thì mọi người hay ăn bánh chưng và mọi người ấn dẹt ra để tăng cái độ giòn lên, bởi vì nếu mọi người dán nguyên một cục ấy thì được cái vỏ bên ngoài bên trong thì nó vẫn là bánh chưng bình thường. Nên nhà mình rất thích là cán dẹt ra để làm tăng cái phần giòn nhiều nhất. Nên mình khi mà mình ăn cái bánh chưng dẹt đấy mình nghĩ rằng là cái vỏ pizza nó cũng giòn, tại sao mà mình không cho những cái topping của nhà mình lên trên cái vỏ đấy. Và cái topping của nhà mình thì nó cũng khá giống đồ Ý ở một điểm là người ta có salami, người ta có xúc xích của người ta, thì mình cũng có lạp xưởng của mình cũng có giò chả của mình. À đúng rồi. Thế là mình dựa trên cái phần hình thức nhưng mà cái linh hồn của nó vẫn là một món Việt. Và thêm một cái chuyện là mình có sử dụng táo bạo nhất, đây là sử dụng phô mai. Về phô mai ấy thì mọi người thấy rằng là ở Nhật người ta ăn phô mai với cơm, người ta ăn với sushi, người ta ăn với cá rất là phổ biến và với nước tương nữa. Thì cớ gì đồ nếp của mình cũng là gạo, cũng là cơm mà thôi, mình không ăn được phô mai. Thì cái sự kết hợp này, tình cờ nó ở trên đầu nó mình nó như thế, nhưng khi kết hợp lại nó là một kết hợp thành công và rất là nhiều người đã làm theo và chứng nhận là nó ăn ngon ạ. À thế hả? Có nhiều người đã bình luận ở trên trang của bạn là chứng thực là nó ăn ngon. Thế thì tại sao chúng ta không thử, trong khi là đồ ăn ở trong tủ lạnh ngày Tết thì gọi là để thừa khá là nhiều đúng không? Và đặc biệt là bánh chưng thì nhà nào cũng sẽ luôn luôn sẵn ở trong tủ lạnh nữa. Đây là một cái sự trải nghiệm, hy vọng là mọi người cũng sẽ để lại bình luận ở trên kênh của bạn ấy để xem là với cái tay nghề của mọi người thì sẽ ra một món ăn với khẩu vị như thế nào.